Mali được biết đến gần đây bởi vì nước này là quốc gia mở đầu cho làn sóng đảo chính ở châu Phi. Vậy nhưng đây không phải là lần đầu tiên đất nước này đảo chính, và có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng. Dù ngày nay chìm trong bất ổn, nhưng trong quá khứ, Mali từng là một đế chế hùng mạnh bậc nhất ở châu Phi, và người giàu nhất lịch sử với khối tài sản lên tới 400 tỷ đô la chính là một vị vua Mali. Nước này cũng có một bộ tộc đến từ vũ trụ và một đền thờ được xây dựng bằng bùn đất. Và trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu chi tiết về quốc gia đặc biệt này nha. Lịch sử huy hoàng với người giàu nhất mọi thời đại. Cái tên Mali được lấy từ tên của đế chế Mali, với ý nghĩa là nơi nhà vua sống và mang ý nghĩa thể hiện quyền lực. Nơi đây đã có con người sinh sống từ 10.000 năm trước công nguyên, với các bức tranh được vẽ trên đá ở sa mạc Sahara. Khi đó Sahara còn là vùng đất màu mỡ và có nhiều động vật hoang dã. Đồ gốm cũng được phát hiện ở đây với niên đại khoảng 9.400 năm trước công nguyên, còn việc trồng trọt diễn ra vào năm 5.000 trước công nguyên và công cụ bằng sắt được sử dụng vào khoảng năm 500 trước công nguyên. Trong thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, các thành phố và thị trấn đầu tiên được xây dựng dọc theo trung lưu sông Niger ở miền trung Mali. Đến thế kỷ thứ 6 thì các hoạt động buôn bán vàng, muối và nô lệ xuyên sa mạc Sahara đã bắt đầu, tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của các đế chế lớn ở Tây Phi. Mali cũng từng là một phần của ba đế chế Tây Phi hùng mạnh là đế chế Ghana, đế chế Mali và đế chế Songhai. Cụ thể thì đế chế Ghana được thành lập vào thế kỷ thứ 8 và bắt đầu suy yếu từ năm 1078. Đây cũng là thời điểm mà Hồi giáo bắt đầu được truyền bá vào khu vực. Đến năm 1276 thì đế chế Mali được thành lập. Đỉnh cao của Mali trong lịch sử cũng là trong thời kỳ này, dưới thời trị vì của Mansa Musa, từ năm 1312 đến năm 1337. Vị vua này chính là người giàu nhất mọi thời đại, với giá trị tài sản 400 tỷ đô la vào ngày nay, vượt xa người giàu nhất thế giới hiện tại là Elon Musk với 250 tỷ đô la. Mali trở nên giàu có như vậy là vì những mỏ vàng khổng lồ tại vùng đất này, khi mà chỉ cần cào một lớp đất bề mặt lên sàng và đãi là đã có vàng. Các nhà nghiên cứu ước lượng, số lượng vàng đã được khai thác dưới thời vua Musa không ít hơn 3.000 tấn. Đó là còn chưa kể các nguồn tài nguyên khác. Bằng sức mạnh và quyền lực của mình, đế chế Mali đã phủ bóng lên phần lớn miền Tây châu Phi, từ bờ biển Đại Tây Dương đến trung tâm thương mại Timbuktu và một phần của sa mạc Sahara. Tại Timbuktu, vua Musa đã cho xây dựng Đại học Sankore, bao gồm một thư viện với khoảng 1 triệu bản thảo viết tay trên da thuộc và giấy gió. Thế nhưng mãi đến năm 1324, thế giới bên ngoài mới biết đến sự giàu có của vua Musa khi ông tổ chức hành hương đến Mecca, thánh địa của người Hồi giáo ở Ả Rập Saudi ngày nay. Trên đường hành hương, đoàn người của Musa đã chi tiêu ở Cairo hết 12,3 tấn vàng. Ban đầu thương nhân Ai Cập rất vui mừng, nhưng rồi càng ngày số vàng người Mali tung ra càng nhiều mà hàng hóa lại không đáp ứng đủ nhu cầu, dẫn đến hiện tượng lạm phát và phải mất tới 12 năm thì thị trường vàng ở Ai Cập mới có thể phục hồi. Khi tới thánh địa Mecca, vua Musa tiếp tục dâng tặng 20 tấn vàng để góp phần trùng tu và nâng cấp những đền thờ trong thánh địa. Tại trung tâm Mecca, tất cả hoa văn trên những cây cột trong hang đá, nơi nhà tiên tri Muhammad lần đầu tiên được Thượng Đế truyền cho kinh Koran, đều được ông cho nạm vàng. Dưới sự trị vì của Mansa Musa, Mali có tới 400 thành phố, còn đồng bằng sông Hai là nơi sinh sống của gần 4 triệu người, bằng với dân số của Mali năm 1960. Sau đỉnh cao thì đế chế Mali cũng suy tàn do đấu đá nội bộ, cuối cùng bị đế chế Songhai thay thế. Trước đó, Songhai chỉ là một chư hầu của đế chế Mali. Vào cuối thế kỷ 14, Songhai dần dần giành được độc lập từ đế chế Mali và mở rộng, cuối cùng chiếm toàn bộ phần phía đông của Mali. Đến năm 1591, Songhai bị sụp đổ là do cuộc xâm lược của Maroc. Sự sụp đổ của đế chế này cũng đánh dấu sự kết thúc của Mali như một ngã tư thương mại. Lúc này thì các cường quốc châu Âu đã thiết lập các tuyến đường biển, thế nên các tuyến thương mại xuyên Sahara đã mất đi vai trò cần thiết. Đến năm 1880 thì Mali trở thành thuộc địa của Pháp trong cuộc tranh giành châu Phi của các đế quốc châu Âu vào cuối thế kỷ 19. Tới năm 1890, phần lớn khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Pháp với tên gọi là Sudan thuộc Pháp. Mãi tới ngày 7 tháng 5 năm 1954, khi quân Pháp bị đánh bại trong trận Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, thì làn sóng chống thực dân mới lan rộng trên khắp thế giới. Trước tình thế này, người Pháp đã tìm cách rút chân ra khỏi châu Phi. Năm 1958, Sudan thuộc Pháp đã được đổi tên thành Cộng hòa Sudan và trở thành một nước Cộng hòa tự trị trong cộng đồng Pháp. Tới tháng 1 năm 1959 thì Cộng hòa Sudan và Senegal hợp nhất thành Liên bang Mali. Sau đó liên bang này chính thức giành được độc lập từ Pháp vào ngày 20 tháng 6 năm 1960. Dù vậy thì chỉ sau 2 tháng giành được độc lập
thì Senegal đã rút khỏi liên bang. Còn Cộng hòa Sudan trở thành Cộng hòa Mali độc lập vào ngày 22 tháng 9 năm 1960. Dù đã giành được độc lập, nhưng sau đó Mali vẫn phụ thuộc vào Pháp với các hiệp ước kinh tế và quân sự. Địa lý bị chia cắt với hai phần khác biệt. Về vị trí thì Mali là một quốc gia không giáp biển ở Tây Phi. Nước này giáp với Algeria ở phía Bắc và Đông Bắc, Niger ở phía Đông, Burkina Faso ở phía Đông Nam, bờ biển Nga ở phía Nam, Guinea ở phía Tây Nam và Senegal ở phía Tây và Mauritania ở phía Tây Bắc. Với diện tích 1.240.192 km², Mali là quốc gia lớn thứ 23 trên thế giới và có diện tích gấp gần 4 lần Việt Nam. Hầu hết đất nước nằm ở phía nam sa mạc Sahara, trong vùng thảo nguyên Sudan cực kỳ nóng và đầy bụi. Địa hình Mali chủ yếu là bằng phẳng, ngoại trừ khối núi Adra des Ifoghas nằm ở phía đông bắc. Khu vực này có đặc điểm là những thung lũng rộng, nông và rải rác các khối đá granite bị bào mòn theo thời gian. Adra des Ifoghas trong tiếng Berber có nghĩa là núi của Ifoga. Đây là một gia tộc giàu có người Tuareg, những người đã thống trị khu vực trong nhiều thế hệ. Khu vực này cũng có nhiều di tích khảo cổ, đặc biệt là các bức vẽ trên đá mô tả đàn ông săn bắn, trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Thậm chí người ta đã phát hiện ra bộ xương của người Asela cách đây khoảng 6.400 năm ở khu vực này. Trong khi khu vực phía nam có sông Niger và sông Senegal chảy qua, tạo ra một vùng đồng bằng nội địa rộng lớn và màu mỡ. Sông Niger chính là huyết mạch của Mali, nó là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt và các hoạt động nông nghiệp, đồng thời cũng là tuyến đường thủy quan trọng nhất. Đây cũng là nguồn cung cấp điện cho Mali khi một nửa năng lượng điện mà nước này sản xuất đến từ thủy điện. Nhưng hiện tại, chỉ còn 52% dân số nước này được tiếp cận với nguồn điện. Thế nên chính phủ nước này đã xây thêm các nhà máy thủy điện trên sông Niger. Việc này đe dọa đến hệ sinh thái và sinh kế của người dân ở đây. Khi mà biến đổi khí hậu càng làm cho mưa ít đi và mực nước sông thấp hơn, trong khi đó thì dân số ngày càng tăng, tất cả đã khiến cho việc đánh bắt cá và chăn thả gia súc ngày càng trở nên mất kiểm soát, từ đó làm suy giảm hệ sinh thái của khu vực. Khu vực phía nam mặc dù phần lớn là đồng bằng nhưng cũng sở hữu điểm cao nhất đất nước, đó là đỉnh Hombori với độ cao 1.155m so với mực nước biển. Đây là một ngọn núi có đỉnh bằng phẳng, rộng khoảng 2 km² nhưng lại là một địa điểm quan trọng về đa dạng sinh học ở Sahel với khoảng 150 loài thực vật khác nhau cùng với nhiều loại động vật có vú, chim, bò sát và côn trùng. Nó cũng là một địa điểm khảo cổ quan trọng với các hang động của người tiền sử sống cách đây hơn 2.000 năm. Với khí hậu của miền Bắc khắc nghiệt, còn miền Nam thì có khí hậu ôn hòa hơn, nên có đến 90% dân số Mali sống ở miền Nam đất nước, đặc biệt là ở thủ đô Bamako. Đây cũng là thành phố lớn nhất của Mali, với dân số năm 2022 là 4,2 triệu dân, đồng thời chiếm đến 70% hoạt động công nghiệp của cả nước. Cái tên Bamako trong tiếng Bambara có nghĩa là đuôi cá sấu. Đó là bởi vì nó nằm trên sông Niger, gần thác gành phân chia các thung lũng thượng và trung Niger ở phía tây nam đất nước. Xã hội Mali. Năm 1980, Mali mới thực hiện thống kê dân số lần đầu tiên với dân số khi đó là 7,37 triệu người. Nhưng chỉ sau hơn 40 năm thì dân số nước này đã tăng gấp 3 lần. Cụ thể là năm 2022, Mali đạt 22,62 triệu người. Hơn một nửa dân số sống ở nông thôn, trong đó có từ 5 đến 10% người Mali là dân du mục. Hiện tại thì độ tuổi trung bình của quốc gia này chỉ là 15,9 tuổi, thuộc dạng trẻ bậc nhất thế giới. Tổng tỷ suất sinh năm 2012 lên tới 6,4 con trên một người phụ nữ. Ước tính 90% người dân quốc gia Tây Phi này theo đạo Hồi, chủ yếu là theo dòng Hồi giáo Sunni, khoảng 5% là người Thiên Chúa giáo và 5% còn lại theo các tôn giáo truyền thống châu Phi, chủ nghĩa vô thần và thuyết bất khả tri. Về giáo dục thì theo nguyên tắc, giáo dục công ở Mali được cung cấp miễn phí và bắt buộc trong 9 năm, trong độ tuổi từ 7 đến 16 tuổi. Hệ thống này bao gồm 6 năm giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm 7 tuổi, tiếp đến là 3 năm giáo dục trung học. Thế nhưng tỷ lệ nhập học tiểu học ở Mali thực tế rất thấp, phần lớn là do các gia đình không thể trang trải chi phí đồng phục, sách, đồ dùng và các khoản phí khác cần thiết để theo học. Năm 2017 thì tỷ lệ nhập học tiểu học thực tế chỉ là 61%. Hệ thống giáo dục gặp nhiều khó khăn do thiếu trường học ở khu vực nông thôn, cũng như thiếu giáo viên và tài liệu. Ước tính tỷ lệ biết chữ ở Mali dao động từ 27 cho đến 46,4%, với tỷ lệ biết chữ ở nữ giới thấp hơn đáng kể so với nam giới. Thay vì đi học thì các em lại phải vất vả làm việc trong các mỏ vàng.
Theo ước tính của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, có từ 20.000 cho đến 30.000 trẻ em đang phải làm việc trong các mỏ khai thác thủ công ở Mali. Để chấm dứt tình trạng trên, thì chính phủ Mali đã ra lệnh cấm khai thác vàng tự phát. Thế nhưng hiệu quả thực sự của lệnh cấm này còn rất thấp, bởi 1 gam vàng bán được tới 28 đô la, một khoản lợi nhuận quá lớn đối với người dân Mali, khi mà mỗi ngày họ chỉ kiếm được trung bình 2,3 đô la. Về sắc tộc thì Mali là một quốc gia đa sắc tộc và không có nhóm sắc tộc nào thực sự chiếm đa số. Nhóm dân tộc lớn nhất là người Bambara, nhưng họ cũng chỉ chiếm đến 36,5% dân số. Họ cùng với người Sonike, Khasoke và Malike đều thuộc nhóm người Mande, chiếm 50% dân số Mali. Các nhóm dân tộc quan trọng khác là người Fula, chiếm 17%, người Gơ, chiếm 12%, người Songhai, chiếm 6%, người Tuareg và người Mua là sắc tộc du mục chiếm khoảng 10%. Đặc biệt nhất trong đó là người Dogon. Họ gần như cách ly hoàn toàn khỏi nền văn minh nhân loại, nhưng lại kế thừa một nền văn hóa phong phú. Họ được biết đến rộng rãi với những màn trình diễn mặt nạ, tác phẩm điêu khắc tượng hình, kiến trúc và những dữ liệu về vũ trụ chính xác đến kinh ngạc. Trước Galileo thì bộ tộc Dogon là những người biết sự thật về các hành tinh và sao băng. Họ là những người đã xác định được các vệ tinh của sao mộc và các vành đai sao thổ. Họ cũng sớm biết mặt trời nằm ở trung tâm của hệ mặt trời. Các pháp sư Dogon cho biết họ tiếp nhận bốn kiến thức thiên văn từ Nomo, một loài sinh vật từ sao Thiên Lang, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Theo truyền thuyết, những người ngoài hành tinh này từng đáp xuống trái đất vào hàng nghìn năm trước. Trước đây, mối quan hệ giữa các sắc tộc tại Mali từng khá tốt khi nó dựa trên lịch sử cùng tồn tại lâu dài. Nhưng gần đây mâu thuẫn giữa các cộng đồng bắt đầu xuất hiện vì biến đổi khí hậu. Khi đã có xung đột giữa người Songhai định cư và người Tuareg du mục ở phía Bắc, hay giữa người Bambara và Dogon làm nông nghiệp với những người Fula làm nghề chăn thả gia súc. Trong 10 năm gần đây, mâu thuẫn sắc tộc cùng các cuộc đảo chính liên tiếp đã khiến cho nền kinh tế của nước này gặp nhiều khó khăn hơn. Một trong những đất nước nghèo nhất thế giới. Mali được coi là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới khi mà tổng sản phẩm quốc nội năm 2022 là 19,17 tỷ đô la và thu nhập bình quân đầu người chỉ là 847 đô la một năm. Không giống các thổ địa khác của Pháp, sau khi độc lập một năm thì Mali đã phát hành đồng tiền riêng và rời khỏi khu vực đồng franc do Pháp lập ra để kiểm soát kinh tế của khu vực Trung và Tây Phi. Tuy nhiên đến năm 1984 thì Mali đã tái gia nhập và đồng franc CFA vẫn được sử dụng ở nước này cho đến ngày nay. Bắt đầu từ năm 1988, Mali đã trải qua cải cách kinh tế bằng việc ký kết các thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Thế nhưng các thỏa thuận này đã gây thêm khó khăn ngày càng tăng cho người dân Mali, trong khi giới tinh hoa chính phủ lại sống trong sự giàu có. Sau cuộc đảo chính năm 1991, Mali cũng đã thực hiện một số chương trình điều chỉnh kinh tế, dẫn đến tăng trưởng kinh tế và giảm tình trạng mất cân bằng tài chính. Chương trình này đã cải thiện các điều kiện kinh tế và xã hội tại Mali, giúp cho nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 1995. Bên cạnh đó thì chính phủ Mali cũng đã thực hiện cải cách các doanh nghiệp công. Kể từ năm 1988, đã có 16 doanh nghiệp được tư nhân hóa hoàn toàn, 12 doanh nghiệp được tư nhân hóa một phần và 20 doanh nghiệp bị thanh lý. Tới năm 2005, chính phủ Mali đã nhượng lại một phần công ty đường sắt cho tập đoàn Savage của Mỹ. Năm 2009 thì Maroc Telecom mua lại 51% cổ phần của công ty viễn thông Sotelma. Ngược lại thì việc tư nhân hóa công ty Cotton Ginning CMDT theo yêu cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế đã bị nhiều người nông dân trồng bông phản đối bởi vì họ muốn được nhà nước bảo hộ về giá cả, cho nên công ty này hiện vẫn nằm trong tay chính phủ với 61% tài sản công ty thuộc nhà nước. Ngành sản xuất trọng điểm của Mali hiện nay là nông nghiệp, với bông là mặt hàng xuất khẩu chính và chủ yếu được xuất khẩu sang Senegal và bờ biển Nga, sau đó mới được xuất qua nước thứ ba. Mặc dù không có số liệu gần đây, nhưng trong năm 2018 có tới 710.000 tấn bông được sản xuất tại Mali, đồng thời là nhà sản xuất bông lớn thứ 15 trên thế giới. Ngoài bông ra thì quốc gia này còn sản xuất gạo, kê, ngô, rau, thuốc lá, v.v. Trong đó Mali là một trong những nhà sản xuất lúa gạo lớn nhất ở châu Phi, với sản lượng năm 2018 lên tới 3,1 triệu tấn. Lúa được trồng chủ yếu dọc theo bờ sông Niger, giữa Ségou và Mopti. Hiện nay có khoảng 80% người lao động ở Mali làm trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng do hoạt động nông nghiệp vẫn mang tính mùa vụ, thế nên hiệu quả kinh tế không được cao khi nó chỉ đóng góp 43% GDP cho quốc gia. Về công nghiệp, nhìn chung thì ngành công nghiệp của Mali chủ yếu tập trung vào khai thác mỏ. Đặc biệt từ năm 1991, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Phát triển Quốc tế,
Mali đã nới lỏng việc thực thi các quy định về khai thác mỏ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành này, với mặt hàng chủ yếu là khai thác vàng ở khu vực phía Nam. Từng là nhà sản xuất vàng số 1 trên thế giới, thế nhưng hiện tại, Mali chỉ có sản lượng vàng cao thứ 3 ở châu Phi và đứng thứ 18 trên thế giới, với sản lượng năm 2022 là 50 tấn, chỉ bằng 1/60 so với thời Mansa Musa. Dù sao thì sự nổi lên của vàng như sản phẩm xuất khẩu chủ lực từ năm 1999 cũng đã giúp giảm thiểu một số tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng bông và nội chiến ở bờ biển Nga. Hiện nay vàng, chăn nuôi và nông nghiệp chiếm tới 80% kim ngạch xuất khẩu của Mali. Quốc gia này cũng được ước tính có trữ lượng uranium hơn 17.400 tấn, các tài nguyên thiên nhiên khác bao gồm phốt phát, cao lanh, muối và đá vôi. Do nghèo đói nên các hoạt động buôn lậu từ châu Phi tới châu Âu qua Mali rất nhộn nhịp. Các nhóm phiến quân đã kiếm bộn tiền từ buôn lậu, cho dù đó là vàng, ma túy, vũ khí hoặc thậm chí là con người. Đã có thời, những kẻ buôn lậu ma túy từ Nam Mỹ lái máy bay phản lực chất đầy cocaine tới một đường băng xa xôi trên sa mạc Mali, từ đó thì hàng trắng được các lái buôn đưa đến châu Âu. Đất nước của những thành phố cổ. Dù là đất nước nghèo nàn và lạc hậu, nhưng Mali vẫn có nhiều địa điểm thu hút khách du lịch. Địa điểm đầu tiên mà mọi người thường nhắc tới chính là thành phố cổ Timbuktu. Nơi này nằm ở rìa phía nam của sa mạc Sahara, cách sông Niger 20 km về phía bắc. Các tòa nhà cổ ở đây có kiến trúc đặc trưng với việc sử dụng gạch bùn và thạch cao không nung, kết hợp với các dầm đỡ bằng gỗ lớn nhô ra khỏi mặt tường. Công trình nổi bật nhất ở Timbuktu là đền thờ Hồi giáo Sankore, nơi từng là trung tâm trí thức của vùng Tây Phi. Nếu muốn khám phá thêm về kiến trúc độc đáo của Mali, thì các bạn có thể đến thăm nhà thờ Hồi giáo lớn Jenne. Đây là một trong những di tích tôn giáo được sùng kính nhất ở châu Phi và là ví dụ tiêu biểu còn sót lại của kiến trúc lục địa đen, đồng thời được chọn là biểu tượng của đất nước Mali khi được đưa vào quốc huy. Được xây dựng trên một nền đất cao hơn 3m so với khu vực xung quanh và rộng tới 5.625m2, nhà thờ Jenne hiện lớn hơn bất kỳ một công trình bằng bùn đất nào khác trên thế giới. Nó nổi bật với 3 ngọn tháp, mỗi ngọn tháp được đặt một quả trứng đà điểu tượng trưng cho khả năng sinh sản, trong đó tháp trung tâm cao tới 16m, cùng với đó là vô số tháp nhỏ nhô ra từ bức tường chính. Bên cạnh đó, bạn cũng không thể bỏ qua Bamako, thủ đô của Mali. Đây chính là thành phố lớn nhất và sôi động nhất tại Mali. Cuộc sống về đêm ở Bamako vô cùng nhộn nhịp. Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức các món chuối sao độc đáo, điệu nhảy samba Tây Phi hay đi tham quan khắp thành phố bằng những chiếc taxi xanh vàng. Để sẵn sàng cho chuyến đi đến Bamako, bạn cần chuẩn bị tâm lý mặc cả thật tốt, bởi khắp trên các tuyến mua sắm sẽ được chào hàng mọi thứ, từ những bức tượng dân gian được chạm khắc đến những gói gia vị cay nồng quanh các góc phố. Ngoài ra thì vườn quốc gia Boukalou-Doubao cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại Mali. Với diện tích lên tới 25.300 km2, vườn quốc gia này trải dài giữa khu vực Sahel và có rất nhiều động vật hoang dã. Nơi đây gần thị trấn Kayes, bị cắt ngang qua bởi dải đá nổi Sahel và vô số hang đá định cư thời tiền sử. Mặc dù những bất ổn gần đây ở Mali làm mất đi phần lớn khu du lịch sinh thái, tuy nhiên hệ động vật hầu như không thay đổi. Đến đây bạn sẽ được gặp hươu cao cổ, khỉ không đuôi, linh dương hay thậm chí là cả sư tử. Đất nước của những cuộc đảo chính. Trong thời gian gần đây, Mali nổi tiếng trên khắp thế giới vì là nước mở đầu cho làn sóng đảo chính ở các quốc gia châu Phi. Vậy nhưng đây không phải là lần đầu tiên và có lẽ không phải là lần cuối cùng các lãnh đạo quân sự ở nước này tiến hành đảo chính. Năm 1960 thì Mali mới giành được độc lập, sau đó thì Modibo Keita được bầu làm tổng thống đầu tiên và ông đã thực hiện quốc hữu hóa sâu rộng các nguồn lực kinh tế. Thế nhưng các cải cách của ông không thực sự hiệu quả và dẫn đến kinh tế suy thoái trầm trọng vào năm 1968. Cùng năm này, Tổng thống Keita bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu do Moussa Traoré lãnh đạo. Sau đó Moussa Traoré trở thành tổng thống và cố gắng cải cách kinh tế nhưng không thành công. Trong thời gian này, biểu tình của sinh viên nổ ra và có tới 3 lần đảo chính, thế nhưng tất cả đều thất bại. Tới năm 1988, Mali thực hiện các chương trình cải cách theo yêu cầu của IMF. Điều này đã gây ra khó khăn cho người dân trong nước, trong khi giới tinh hoa thân cận với chính phủ thì lại ngày càng giàu có. Các cuộc biểu tình của sinh viên lại bùng phát và bị đàn áp dã man hơn trước, với hàng loạt các vụ bắt bớ và tra tấn. Tới ngày 26 tháng 3 năm 1991, nhiều binh lính từ chối bắn vào đám đông biểu tình, thay vào đó, họ đã hạ vũ khí và tham gia phong trào ủng hộ dân chủ. Chiều ngày hôm đó,
Trung tá Amadou Toumani Touré đã thông báo trên đài phát thanh rằng ông đã bắt giữ Tổng thống Moussa Traoré. Sau đó một hiến pháp mới cũng đã được thông qua sau một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Năm 1992, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của Mali được diễn ra và ông Alpha Oumar Konaré đã liên tiếp trở thành tổng thống trong hai nhiệm kỳ. Tới năm 2002 thì Amadou Toumani Touré, viên tướng từng là người lãnh đạo cuộc đảo chính năm 1991, đã được bầu làm tổng thống tiếp theo. Nhìn chung trong 20 năm kể từ cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên, Mali được coi là một trong những quốc gia ổn định nhất về mặt chính trị và xã hội ở châu Phi. Thế nhưng những bất ổn bắt đầu đến với Mali khi mà vào tháng 1 năm 2012, người Touareg do phong trào quốc gia giải phóng Azawad hay còn gọi là MNLA lãnh đạo đã nổi dậy ở miền Bắc Mali. Hai tháng sau, tướng Amadou Sanogo đã thực hiện đảo chính. Ông này cho rằng Tổng thống Touré đã thất bại trong việc dập tắt các cuộc nổi dậy. Nhưng việc này chỉ khiến cho MNLA càng mạnh hơn. Nó nhanh chóng kiểm soát các vùng Tombouctou, Gao và Kida, cũng như phần đông bắc của vùng Mopti, đồng thời tuyên bố thành lập nhà nước Azawad. Đúng lúc này thì mâu thuẫn giữa phe ly khai nổ ra. Các nhóm Hồi giáo cực đoan là Ansadine và Al-Qaeda trước đó đã giúp MNLA đánh bại chính phủ, nhưng giờ lại quay sang chống lại MNLA bằng cách mời Pháp can thiệp và muốn nắm quyền kiểm soát Bắc Mali để thực thi luật Sharia ở đây. Với sự hỗ trợ của Pháp, nên chỉ sau một tháng giao tranh thì quân đội Mali đã kiểm soát được thành trì cuối cùng của MNLA là Kidal. Sau đó vào tháng 8 năm 2013, Ibrahim Boubacar Keïta được bầu làm tổng thống mới của Mali. Vậy nhưng bình yên chưa được bao lâu thì tới tháng 6 năm 2020, Tổng thống Keïta đã cho người bắt cóc lãnh đạo phe đối lập và có đến 23 người chết trong các cuộc biểu tình phản đối. Hai tháng sau, đại tá Assimi Gota và đại tá Ismaël Ouage đã tiến hành đảo chính. Điều này làm cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS tức giận và họ đã lên án cuộc đảo chính này, đồng thời yêu cầu Tổng thống Keïta phải được tái đắc cử. Bất chấp lời đe dọa của ECOWAS thì chính phủ mới vẫn được thành lập do bà Endo làm Tổng thống và Assimi Gota làm Phó Tổng thống. Thế nhưng chỉ sau 9 tháng, một cuộc đảo chính khác lại được Assimi Gota thực hiện. Ông ta đã bắt giữ Tổng thống Endo, Thủ tướng Mokhtar Houanne và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Souleymane Doucouré rồi tự mình ngồi lên ghế Tổng thống. Ngay lập tức, ECOWAS đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Mali. Để đáp lại thì nước này tuyên bố đóng cửa biên giới và triệu hồi một số đại sứ tại các nước thuộc ECOWAS. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mali và Pháp thì tồi tệ hơn bao giờ hết. Đầu tiên nước này trục xuất đại sứ Pháp, sau đó Mali tuyên bố phá vỡ các hiệp định quốc phòng được ký kết với Pháp từ năm 2013, đồng thời loại bỏ tiếng Pháp khỏi địa vị ngôn ngữ chính thức với sự chấp thuận của 97% cử tri. Nói chung là trong 63 năm độc lập, tại Mali đã diễn ra 8 cuộc đảo chính, trong đó có 5 lần thành công. Hai cuộc đảo chính liên tiếp gần đây ở Mali đã mở đầu cho một làn sóng lật đổ chính phủ ở châu Phi. Theo sau nước này là Chad, Guinea, Sudan, Burkina Faso, Niger và Gabon. Liệu đây là phong trào để giành được độc lập từ tay cựu đế quốc Pháp hay chỉ đơn giản là sự tranh quyền đoạt lợi của các thủ lĩnh quân sự? Chúng ta cần phải chờ thời gian để biết được câu trả lời chính xác. Và trên đây là một số thông tin về quốc gia Mali. Nếu mong muốn chúng mình làm về địa điểm nào kế tiếp thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.